Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông tin Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục về được một lô vàng Nhật các bác nhá. Đây là dòng vàng của Sekina, có mã là TNCM8000. Đây là một mẫu vàng cực kỳ cao cấp và phải nói là rất là chất lượng trong cái tầm giá cũng như là về cái thiết kế. Thì với cái dòng vang này thì anh em có thể sử dụng cho dàn karaoke gia đình hoặc là các bác có thể sử dụng cho dàn karaoke kinh doanh các bác nhé. Đó, với cái chất lượng của nó thì cực kỳ là tốt. Đó, còn anh em nào mà gần khu vực chúng em thì mời các bác qua test trực tiếp con vang này. Còn anh em ở xa mà đặt hàng thì cũng có thể được test trực tiếp nhé. Và đây là cái dòng vang số, anh em mà có nhu cầu mua sắm đấy, muốn đặt bao nhiêu cấu hình thì em sẽ đặt cho bấy nhiêu cấu hình cho các bác để các bác về là chỉ việc là sử dụng thôi. Đấy. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái dòng vang này để các bác có thể thấy rằng ở đây là cái dòng vang Sekina vàng Nhật, được thiết kế là màu đen và pha thêm một chút các cái phím trắng các bác nhé, cho cái cảm giác khi mà chúng ta vào nhìn vào nó khá nổi bật. Đấy. Mặt trước thì em nó đều được làm bằng mặt nhôm phay, đều mặt nhôm phay nhé, rất là đẹp. Đấy, và con này thì còn điều khiển này, em có thể điều khiển từ xa bằng điều chỉnh được những cái cấu hình mà các bác mong muốn. Đó, gần đây em sẽ quay ra mặt sau cho anh em. Đấy, quay ra mặt sau cho các bác nhìn nhé. Đây, mặt sau của nó này. Cái mặt sau này thì em nó được trang bị nguồn điện là 220V và dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái cầu chì này. Đấy, có một cầu chì nhé. Đấy. Rồi ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ có là 6 đường ra. Chúng ta sẽ có kênh surround này, center này, subwoofer và kênh main. Đó, và anh em nhìn cái chân cắm của nó này. Thật sự là chân cắm của nó cực kỳ là chất lượng luôn anh em nhé. Đấy, chân cắm nó có chống nhiễu, chống sôi nhé. Chống nhiễu, chống sôi anh em ạ. Đẹp tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Chống nhiễu, chống sôi rất đẹp, chân đồng của nó cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, đều được làm bằng chân đồng. Rồi bên ngoài này chúng ta sẽ có những cái tính năng như là chúng ta có thể có thêm cổng livestream này. Đấy, cái cổng này mà anh em setup reverb hát livestream thì cực kỳ sướng luôn. Để input thì chúng ta sẽ có hoa sen này, có cổng đồng trục và có luôn cả cổng quang luôn nhé. Đấy, có đủ cổng ăn chơi cho anh em nhé, có cổng quang, cổng đồng trục rồi cổng hoa sen. Đó, thì đấy là về cái ngoại thất của con này. Thì còn nội thất, đó, nội thất thì em sẽ quay nội thất các bác nhìn này, đẹp chưa? Nói là quá là đẹp đúng không? Đấy, con này thì được trang bị là hai nguồn, anh em có thể sử dụng gọi là mọi nơi. Nguồn điện áp thấp chúng ta cũng có thể chạy được bình thường các bác nhé, hai nguồn không lo bị méo tiếng. Ví dụ như các cái dòng vang mà nó có một nguồn ấy, thì khi mà điện áp nó thấp quá thì nó sẽ gây hiện tượng méo tiếng hoặc là nó sẽ gây hú rít đó trên cái con vang này, nên dùng rất là nguy hiểm. Nên là anh em sử dụng những cái dòng vang hai nguồn này thì hoàn toàn yên tâm. Đó, ở đây anh em nhìn tổng quan của con vang quá chất, quá đẳng cấp luôn, đúng không? Đó, đây là cái mạch giải mã của cổng đồng trục và cổng quang nhé. Đây là cái mạch giải mã của nó này. Đó, soi cái chi tiết cho anh em. Con này trang bị là chip ARM STM32F103. Đấy, dòng chip rất là phổ biến, đúng không ạ? Con này cho chất âm rất là tuyệt vời luôn. Anh em nhìn. Đấy. Và con này hiện tại chúng em đang có mức giá cực kỳ rẻ nhé, giá rẻ giật mình nhé, hàng mới chính hãng. Bảo hành cho anh em 1 năm nhé. Bảo hành 1 năm và các bác mua hàng thì đều được kiểm tra hay được test thử luôn. Đó. Nhìn linh kiện của nó này. Dàn IC cực kỳ đẹp. Đó. Rất là đẹp đúng không? Đó. Nhìn cái dàn tụ của nó này, nhìn trông như một cái thành phố luôn. Đó. Cho nên là những cái dòng vang này hiện tại chúng em đang bán rất là chạy, tiếng nó hay lắm, hay cực kỳ hay tuyệt vời luôn, tiếng chắc. Đấy, không bao giờ lo vỡ tiếng mic nhé. Đặc biệt là anh em làm sự kiện dùng con này làm reverb echo rời thì quá hay. Đấy, hoặc là làm trùng hú cho mic thì quá tuyệt vời luôn. Em soi rất là chi tiết về nội thất cho anh em. Đấy, các bác nhìn là đảm bảo là các bác sẽ thích ngay. Đó, dòng vang hai nguồn. Giá thì đang có những mức giá rất là rẻ cho anh em nhé.
giá rất rẻ, và con này chỉnh tay cũng chỉnh dễ luôn. Đấy, chỉnh tay thì nó có đầy đủ hết này, có đường effect này, chỉnh sub này, đấy, rồi chỉnh mic này, đây là chúng ta chỉnh center này, chỉnh surround này, chỉnh music volume, và đây là system, đây là chọn chế độ. Đấy, con này chỉnh rất là dễ luôn các bác, hàng lại đẹp nữa, hàng rất là đẹp luôn, có cả remote. Rồi các bác nhìn các cái chân micro này, họ làm này, đấy, đều chân đồng hết. Đồng thì khi mà anh em cắm rắc Sony vào, tiếp xúc vào thì nó không bị sôi nhé. Đấy. Tổng quan thì không thể chê được con này. Đấy. Đời rất là cao, hàng đẹp, M8000. Đấy, giá chúng em đang bán chỉ hơn 3 triệu một chút thôi. Hơn 3 triệu một chút anh em có ngay một con vang số chất lượng luôn. Nó quá rẻ, rẻ ngang một con cơ nai số rồi, đúng không ạ? Mà chúng ta có một con vang số chất lượng luôn. Anh em có nhu cầu mua sắm thì có thể gọi trực tiếp tới Tuyên Vũ nhé, để được bên em là tư vấn hỗ trợ các bác. Và anh em thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh. Và xin chào các bác.